chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Phong nha. Thì hôm nay Phong có một chuyến đi ở ngoài A bên này. Thì mình đang quẹo qua đường đưa đường cũ bên này. Sáng sớm thì lượng xe cộ khá là đông ha. Có anh giao thông ở đứng bên đây nữa. Anh giao thông đứng bên đây, anh em chạy ẩu là bị di chuyển nha. Đó, có đường cũ đầu cũng này á, mọi người thấy là có bán mai, bán mai bông. Bây giờ đó là chỉ còn có vài ngày nữa là Tết rồi mọi người. Bây giờ là 26 Tết, 26 âm lịch của mình. Thì các bạn chạy đường phố thì cứ mỗi đoạn thì các bạn lại thấy được một cái chỗ bán hoa, hoa có thể kiện. Cứ chạy một phút là có một chỗ phút hoặc một chỗ. Đây là đường Lương Đình Của. Sáng sớm bây giờ là 6:50 và rất là nhiều cửa hàng cũng còn chưa mở cửa. Ở đây thì mình sẽ chạy đường này mình nơi một chút và mình sẽ vào đường Vũ Hoàng, một dòng Vũ Hoàng với đường Vũ Thông Khoan để cho mọi người thấy ra cái cảnh hoa đây nha. Mình nói bán hoa, cái cảnh hoa nó sẽ đẹp như thế nào thì mọi người cầm tay thì đến này đây chạy lên một chút nữa. Sắp tới là khoảng chừng vài trăm mét nữa chúng ta sẽ quẹo phải nha, đi đường Vũ Hoàng. Nè, đây cũng có chỗ đặc sản Lạng Sơn Trần Gia nè. Hiện tại là chưa có con vịt nào lên nè. Cái chỗ này bán ngon lắm mọi người. Và nhìn khách mua rất là nhiều luôn. Nhưng mà bán sáng bán khá là trễ và chiều tối nghỉ cũng khá là sớm. Vì thế nó mua cũng hơi canh nha. Tắt rồi, tắt hỏng rồi, bán chỗ này bán cũng bộ luôn nè. Thấy chưa? À, còn bên đây cái cây kiển, bên đây cây tết bên đây thì họ để khá là vô trong khi bên đây còn cái chỗ khá là rộng. Chắc là sợ bị bên phường la. Đây không biết guta này rất là dở luôn. Có người gọi, alo. Đang về. Đây là mọi người, đây có phở bò, phở hậu nè. Ở đây có cái dạng hoa cúc con soi, cúc lớn, cúc cao. Hôm nay có cá đào nữa, lần trước mình quay là cho mọi người xem là chưa có đào nhé. Hôm nay thì có cá đào nữa. Đây thì họ chim ở ngoài này, một số chỗ thì không hiểu sao là không có chim miếng bông này ở ngoài gì đó đẹp. Ở lại cái chỗ đầu tiên đó mình cho mọi người xem đó là để ở bên trong, ở bên trong nhìn nó không có đã. Sẽ sớm là cái ảnh tưới cái cây bông, tưới cây hoa này lại hết. Còn cái chỗ này chưa bán, còn gạo chưa đi, chưa bán để tới không bán sớm đi ba. Còn cái chỗ này chưa bán luôn, chắc còn ủ á. Đây là cây kiển với cây bonsai nè, thì mua đây, ở đây rất là, chỗ này rất là to luôn, đại dữ nè. Mà họ bán, mở bán hay là sớm. Bây giờ này là họ mở, họ quét dọn, họ bán rồi. Cây như bán sớm thì bây giờ là 6:07 rồi. Còn một số chỗ vẫn còn đóng chưa mở. Còn cái phút này là vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng ở đây, mấy bánh mì đây, mấy cái mai này, còn sáng sớm cũng ngoài, trồng mấy cái mai đẹp quá mọi người, nó uống theo cái dòng xoáy cực kỳ đẹp luôn, đây mấy cúc họ cũng là nó đẹp quá. Ở cái đường này, đường Nguyễn Hoàng này bán rất là nhiều, từ đây tới hết đường Nguyễn Hoàng luôn là thấy là 70% là bán hoa. Còn mấy cái chỗ xưa giờ bán cố định gì lượng xây dựng thì họ cũng bán thôi. Thôi rồi, thấy không, để bán mai rất là nhiều. Bên đây là mai đó, mai
giấy, à, cũng đây muốn giấy nè, muốn giấy bán khá ít nha. Đấy, chồng mai, mai, mai ở đây rất là nhiều loại luôn, mai lớn có, mai nhỏ có, mai vừa có, nói chung là đủ tất cả nhu cầu của các anh chị em mọi người luôn. Đây, ở phía trên thì lần trước mình đã quay rồi nên mình sẽ quẹo qua bên đây cho mọi người xem một chút bên đường cái đường có cái đường này lại đường nào quên rồi nha. À đường Vũ Trọng này. Số là thường là cúc nhiều. À bên đây là không có là tết có vàng thọ người bên này nha. Mà cái tắt hỏ thấy chưa? Bên đây là họ để sao nè, mai nè. Mai tắt quá trời luôn. Yeah. Mai tắt. Ủa cái mai này tối ra đây đẹp nè. Còn tối có đèn. Còn mấy cái chậu nè. Mấy chậu cũng đẹp quá. Ồ, mai búp mai nó nở, mới nó nở, nó nở còn búp luôn á, hay nha. Bên kia có đào nha, chú bày hay cái là có đào nè, đào từ miền Bắc gửi vào mà có thể vào trong đây được. Ừ, càng ngày mà chúng ta càng hay ha. Đó mọi người thấy không, ở trong cái đường của con hoang này là hai bên mọi người thấy là rất là nhiều luôn. Mai nè, bông mấy ạ, bông đặc biệt mấy cái bông vẫn có màu cam cam á, rồi mình thấy ít nha, đa số người ta bán màu vàng nhiều quá, bông cung dạng họ nè, mọi người thấy không, đa số là bán màu vàng. À, năm nay có thể là người ta chủ màu vàng hơn, nó màu vàng không mà đây này, còn đây nó có được màu cam nè, màu cam đó mọi người thấy chưa. À, năm nay thì để ý một cái là sao nó không hiểu sao là bán màu màu vàng nhiều như màu cam đó khách nè. Mọi người thấy ở nhà người ta chim cũng là chim màu vàng, có thể là thành phố thích màu vàng hơn màu cam. Vàng thành phố là một nơi mọi người biết, một nơi là nơi để làm việc, một nơi để gọi là để kiếm ra tiền. Vì thế người ta thường đa số nha, đa số người đều thích màu vàng, thì màu vàng đây có hai cái cây kia, có hai cái cúc màu vàng đó. Đây là công viên thanh niên, nên sáng sớm người ta nhiều, có khá là nhiều. Công viên này nó nhỏ hơn không lớn, đây có sân tennis nè. Đó. Tennis bên này, còn hiện tại thì mình đang ở đường Dương Văn An của khu đô thị An Phú An Khánh. Đó. Ở trong này là khu đô thị này. Và trước thì rất là vắng, bây giờ thì bắt đầu đông lên rồi. Và đây là một trong những khu đặc đỏ của thành phố. Và một trong những khu mà sinh sống có thể là rất là thích, rất là đáng để các bạn mua sinh sống ở đây. Không khí trong lành, yên tĩnh và nó không có quá gọi là nó có quá gọi là quá yên tĩnh, quá phẳng lặng như là những cái khu cao cấp khác, và nó như là nó ở dạng là trên trung bình một chút đó. Nó vẫn đủ các nhu cầu về cuộc sống, nó khá là thoải mái, nó gần giống như nửa thành phố nửa quê vậy, cực kỳ dễ chịu. Ok, video này kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Bye.